Thưa quý vị, thưa bà con, để tìm hiểu kỹ hơn về kỹ thuật nuôi gà lương phượng sao cho hiệu quả thì chúng tôi xin được mời bà con chúng ta cùng theo dõi một phóng sự ngay sau đây. Hơn 1.000 con gà này đang cho khai thác trứng ở tháng thứ 7. Trung bình mỗi ngày, anh Huy thu được hơn 600 quả trứng từ những cô gà mái chăm chỉ. So với lứa nuôi trước thì đây là thành công ngoài mong đợi của anh Huy. Hiện mô hình nuôi gà lương phượng sinh sản của anh Huy đang là điểm đến học hỏi của rất nhiều nông hộ khác. Anh Lê Lương Hạnh ở xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đang khúc mắc trong xây dựng chuồng trại. Và điều này thì thật là đơn giản đối với anh Huy. Vốn có tay nghề cơ khí nên việc thiết kế chuồng trại được anh Huy thực hiện khá thành thạo. Việc kết nối này không chỉ giúp anh Hạnh có thêm kinh nghiệm trong chăn nuôi gà sinh sản, mà trước mắt việc thiết kế chuồng nuôi của anh cũng có thể trở nên đơn giản hơn. Thì khi mà mình có thêm một người bạn nữa thường xuyên để mà trông nom giúp mình thì có thể là anh sẽ nhìn ra những cái mình không nhìn thấy, thì là nhiều mắt chắc chắn là sẽ hơn. Anh Huy đã chỉ dẫn cho anh Hạnh khá tận tình trong cách thiết kế chuồng nuôi, từ xây dựng kết cấu chung của khu chuồng đến các thiết bị lắp đặt, vận hành. Anh Huy còn có sẵn hai kiểu chuồng để anh Hạnh có thể tham khảo lựa chọn. Đó là khu chuồng lồng và khu chuồng sàn. Em là nuôi rồi. Bây giờ anh nếu mà anh để nước ở đây thì anh thiết kế cái là nối đi anh phải thấp hơn. Chứ nếu anh cao hơn nước nó vãi ra thì nó sẽ ngấm vào trong chuồng trấu của anh sẽ hỏng đạm. Bên cạnh việc hướng dẫn cho anh Hạnh kỹ thuật thiết kế chuồng nuôi, anh Huy còn chia sẻ thêm về kỹ thuật thụ tinh nhân tạo. Đấy, bố, mắt sai đó. Đây là ghim ra. Đấy, cái ghim nó đang nè đấy. 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 Đấy, tinh đấy. Đây là lấy tinh con gà chọn. Phương pháp này đòi hỏi kỹ thuật cao và khá tỉ mỉ, nên không phải một lần mà anh Hạnh có thể học được ngay. Tuy nhiên với những bước hướng dẫn cơ bản được anh Huy hướng dẫn, anh Hạnh đã phần nào hình dung được một phương pháp kỹ thuật hữu ích. Thưa quý vị, thưa bà con, từ Hải Dương thì khán giả Cao Anh Khải, số điện thoại 0988, 3 số cuối là 101 có gửi đến chúng tôi câu hỏi với nội dung như sau. Xin hỏi là quy trình phòng bệnh cho gà lương phượng như thế nào? Ngay sau đây thì sẽ là phần tư vấn của chuyên gia Trương Văn Dung cho câu hỏi của khán giả. Xin mời chuyên gia. Vâng, xin chào khán giả Cao Văn Khải. Thì đây là một cái câu hỏi có thể nó cũng rất nhiều người ta muốn hỏi trong cái quy trình phòng bệnh cho gà lương phượng hay gà nói chung. Đấy, thì về cơ bản nó giống nhau. Thế thì tôi vì cái quy trình phòng ấy thì nó rất là dài, nhưng mà tôi sẽ nói một cách khái quát toàn bộ và cố gắng nghe và nắm được cái tinh thần đó. Cái thứ nhất ấy, là đối với bệnh của gà ấy, thì nó có một số cái bệnh cơ bản mà chúng ta cần phải chú ý. Một là bệnh Marek, hai bệnh đậu, ba bệnh Newcastle, bốn bệnh Umbro, và năm là bệnh IB, tức là cái bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm, và bệnh ILT. Đó là những cái bệnh cơ bản mà dễ phát sinh. Thế thì khi mà chúng ta phòng bệnh ấy, thì chúng ta bắt đầu phòng bệnh ngay từ khi bắt đầu gà mới quá trình nuôi úm. Cái nuôi úm là cái rất quan trọng đối với gà, bởi vì gà vừa nở ra trong điều kiện là ở 37 độ C, nó vừa ra tiếp xúc với môi trường bên ngoài, cho nên chúng ta cần phải giữ nhiệt độ cho gà nuôi úm ở cái điều kiện độ khoảng như mùa hè này thì thuận tiện rồi, độ khoảng chừng 32-35 độ C là phù hợp trong tuần đầu tiên. Và tuần thứ hai ấy, thì chúng ta sẽ giảm nhiệt độ xuống thành 30-32 độ C. Và tuần thứ ba là chúng ta sẽ giảm xuống 28-30 độ C cho nó phù hợp dần với điều kiện môi trường bên ngoài. Đó là điều đầu tiên. Thứ ba là vấn đề chăm sóc nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng thì chúng ta cần phải ở cái tuần đầu tiên ấy, chúng ta phải cho thức ăn là đảm bảo rằng là cái hàm lượng đạm là phải từ 22-23%. Sang tuần thứ hai thì tỷ lệ đạm giảm xuống độ khoảng 18-19%. Sang tuần thứ ba thì lượng đạm nó trở về cái vị trí gần như bình thường, tức là mình giữ độ khoảng 10-11% để đảm trong thức ăn để đảm bảo, và trong quá trình nuôi úm đó cho ăn 24/24, nhưng tất nhiên là cố gắng đừng để cho thức ăn nó bị nhiễm bệnh, đấy là cái quan trọng. Thế và ngay tuần đầu ấy, thì chúng ta cần phải cho uống chất điện giải của glucose
hoặc là pha glucose với vitamin C cho uống 2-3 ngày đầu để nâng cao sức đề kháng của nó, bởi vì nó vừa vận chuyển từ cái nơi ấp lở về thì như thế nó sẽ rất tốt. Thế và bắt đầu phòng bệnh, thế thì sang phòng bệnh thì là cái gì? Đầu tiên là chúng ta phòng bệnh như cơ sở, thì chúng ta dùng vaccine Nasota ngay từ cái ngày thứ hai, là chúng ta dùng vaccine Nasota để nhỏ mắt nhỏ mũi, và sau đó 2 tuần thì chúng ta nhỏ mắt nhỏ mũi lần thứ hai vaccine Nasota. Và khi đạt được độ tuổi 40-45 ngày tuổi thì chúng ta dùng vaccine Nicosơn hệ 1 để tiêm dưới da cổ. Thì như vậy sẽ tạo được miễn dịch chủ động phòng bệnh Nicosơn trong vòng 6 tháng. Đây là cái vaccine thứ nhất. Vaccine thứ hai là vaccine Gumbro. Vaccine Gumbro thì sau khi khoảng 1 tuần thì chúng ta bắt đầu cho uống hoặc là nhỏ mắt nhỏ mũi. Và sau đó 2 tuần thì lại tiếp tục nhỏ mắt nhỏ mũi hoặc là cho uống lần thứ hai. Thì sẽ tạo ra được cái miễn dịch chủ động phòng bệnh Gumbro. Và cái bệnh Marek là cái bệnh mà do virus gây ra, mà bệnh này bị dính vào Marek ấy, thì có thể nói rằng là điều trị rất là khó khăn. Chính vì thế cho nên đối với gà mà mới lở ra độ 3-4 ngày tuổi phải dùng vaccine Marek để tiêm phòng theo đúng cái quy trình của nó, thì như vậy nó phòng được bệnh Marek. Bệnh đậu cũng rất dễ phát sinh, cho nên chúng ta cần phải dùng cái vaccine đậu để trùng vào cánh cho gà khi còn nhỏ, thì nó sẽ tạo được cái miễn dịch phòng được. Thế và đối với trường hợp mà nuôi gà mà quy mô nó lớn một chút ấy, thì chúng ta phải chú ý cái bệnh IB là bệnh rất dễ phát sinh, cho nên chúng ta phải dùng vaccine IB để phòng bệnh, rồi vaccine ILT để phòng bệnh, rồi còn một vaccine nữa mà chúng tôi cũng nhắc đến là cái vaccine tụ trùng. Nhưng mà tụ trùng thì khi gà nó bụng 35-40 ngày tuổi thì chúng ta mới dùng vaccine tụ trùng để tiêm phòng, đặc điểm dịch tễ của nó là như vậy, thì như vậy nó tạo được cái miễn dịch chủ động phòng bệnh tụ trùng. Thế còn cái bệnh cúm gia cầm là cái bệnh mà nó phát sinh từ 2003 giờ ở Việt Nam chúng ta và thường xuyên nó vẫn hay bị. Đấy, cho nên chúng ta phải chú ý có hai cái loại, một là cái vaccine cúm gia cầm phòng bệnh cái trùng H5N1, hai là trùng H5N6. Thế nhưng mà bây giờ hiện nay ấy, là cái trùng cái vaccine mà trùng R6 ấy, hoặc là cái trùng vaccine mà của Navico sản xuất thì đều có thể phòng được đồng thời cả hai bệnh. H5N1 và H5N6. Thì như vậy chúng ta phải tiêm phòng một cách triệt để. Và đối với gà thì tôi khuyên là lên tiêm khi gà được 15 ngày tuổi là hiệu quả nhất đối với gà. Thì tôi nghĩ rằng đây là quy trình phòng bệnh. Bởi vì nếu chúng ta thực hiện tốt cái biện pháp phòng bệnh thì toàn bộ trong quá trình nuôi hầu như ít phải sử dụng kháng sinh để điều trị, vì nó ít bị bệnh cho nên nó không phải. Dạ vâng, và có thể nói là những cái tư vấn vừa rồi của chuyên gia hết sức quý báu cho và thiết thực cho bà con trong quá trình chăn nuôi.